Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói thêm về phần ăn mì gói. Làm sao để giảm tối thiểu sự độc hại của mì gói khi chúng ta chế biến. Ngoài mua, chúng ta phải lựa những loại mì mà không chiên, những loại mì mà cái sợi nó vàng tươi. Thì khi chế biến, như lần trước mình đã nói, chúng ta nên trụng một nước rồi bỏ cái nước đó đi. Xong rồi chúng ta mới nấu cái mì đó và chúng ta ăn. Thì chúng ta có thể nấu nước hoặc là nấu khô. Thì theo mình thì ăn khô thì có lợi cho sức khỏe của chúng ta hơn. Ăn nước thì chúng ta có cái lượng nước nhiều trong cơ thể cũng không có tốt. Và điều quan trọng nữa là những gói gia vị này, theo mình thì chúng ta nên bỏ đi sẽ tốt hơn. Thay vào đó là chúng ta để vào rau củ quả hay là muối tiêu này kia, muối ớt, thì tùy khẩu vị của mỗi người. Nhưng theo mình thì những cái gói gia vị mà kèm theo những gói mì này thì chúng ta không nên dùng, nó có hóa chất bảo quản trong này, chúng ta ăn nhiều sẽ không có tốt. Những cái gói mà rau này nó cũng khô queo rồi, nên cái tốt nhất là chúng ta nên để thêm những gia vị và thực phẩm tươi vào ăn sẽ tốt hơn. Nhà mình thì thích ăn thêm mì nên bổ sung, mua mì là mì Hàn Quốc. Mua cái dạng này thì dạng gói lớn này thì nó lợi, nó rẻ hơn là mua từng gói rồi. Và nhà mình thì ăn uống thuần thực vật nên không có mua những cái loại mà mì vị bò hay là hải sản này kia, mình mua loại mì vị kim chi. Và khi nấu mì thì theo mình thì chúng ta tốt nhất là nấu ở trong nồi thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu như mì khô, chúng ta thích ăn, nếu như mà đó là nấu nước, còn nếu như mà nấu dạng mì khô thì chúng ta trộn vào một nước rồi bỏ cái nước đó đi, rồi chúng ta trộn mì đó thêm với rau củ gì đó ăn thì sẽ ngon hơn, tốt hơn và bổ dưỡng hơn. Mà nhớ đặc biệt nha, đừng mua những loại mì thông thường mà ăn thường rất là nóng trong người, rất là có hại. Nếu mua ăn, những bạn nào thích ăn mì gói hoặc là không có điều kiện để nấu ăn nhiều thì nên mua mì không chiên nha. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Còn đây là ly hạt chia của mình đang uống. Rồi, cả nhà mình đều ăn uống thuần thực vật hết và bổ sung thêm những thực phẩm nước ngũ cốc này kia. Rồi, chào mọi người.